mải cầu viện Bắc Triều, tô cho đột nhập vào sân sau nhà Huệ Vương đánh úp. Trong khi ông Vương Đình Huệ đang có chuyến đi dài ngày đến Bắc Kinh, thì ở Việt Nam rộ tin đồn ông Nguyễn Duy Hưng, chủ tịch Thuận An Group, bị cơ quan cảnh sát điều tra kinh tế C03 bắt giữ vào sáng ngày 8 tháng 4. Tức là ông Hưng bị bắt ngay khi ông Huệ vừa đặt chân xuống Bắc Kinh và gặp Tập Cận Bình. Thông tin ông Nguyễn Duy Hưng bị bắt chỉ là tin ngoài luồng, Bộ Công an chưa chính thức thông báo. Hiện nay những thông tin về đấu đá cung đình đều xuất hiện dưới dạng tin đồn. Còn báo chí nô bộc không được hé răng khi chủ chưa cho phép. Thông tin cho biết ông Tô Lâm cho bắt Nguyễn Duy Hưng nhưng chưa công bố. Sau khi có tin đồn chủ tịch tập đoàn Thuận An bị bắt thì trang web của tập đoàn này cũng bị đóng một cách hết sức khó hiểu. Vương Đình Huệ gặp Tập Cận Bình khiến Tô Lâm như ngồi trên đống lửa. Tập đoàn Thuận An là một tập đoàn rất mạnh trong lĩnh vực xây dựng cầu đường. Mỗi năm, Bộ Giao thông Vận tải được rót vốn ngân sách rất lớn, chỉ sau Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, trong đó có ngân sách dành cho các dạng dưới dự án xây dựng hạ tầng cơ sở. Việc lùa các dự án cầu đường có quy mô quốc gia vào tay sân sau khiến các thế lực chính trị đỡ đầu trở nên giàu có. Ông Nguyễn Duy Hưng là người Nghệ An và ai cũng biết nhóm Nghệ An đang là nhóm mạnh nhất trong Trung ương Đảng. Có ý kiến cho rằng chủ nghĩa bè phái địa phương trong nhóm Nghệ An rất mạnh. Từ thời ông Nguyễn Sinh Hùng làm Bộ trưởng Bộ Tài chính, sau đó làm Phó Thủ tướng Thường trực, rồi vào tứ trụ với chức vụ Chủ tịch Quốc hội. Vương Đình Huệ là người được ông Nguyễn Sinh Hùng nâng đỡ. Hiện nay Bộ trưởng Bộ Tài chính là ông Hồ Đức Phước, cũng là người Nghệ An. Lợi ích nhóm trong Đảng Cộng sản là sự kết hợp giữa nhóm chính trị và các doanh nghiệp sân sau. Nhóm Nghệ An cũng không ngoại lệ. Với lực lượng hùng hậu bậc nhất trong Trung ương Đảng, với 3 ủy viên Bộ Chính trị, 10 ủy viên Trung ương Đảng và 1 ủy viên dự khuyết thì không thể không nuôi những doanh nghiệp sân sau để mà vơ vét dự án. Tập đoàn Thuận An được cho là một trong các sân sau của nhóm này. Nếu thông tin này là sự thật thì đây chính là đòn đánh của Tô Lâm nhắm vào nhóm Nghệ An, đặc biệt nhắm vào ông Vương Đình Huệ. Bởi vũ khí lợi hại nhất của Tô Lâm chính là nắm được các bí mật của các đồng chí trong Đảng. Tô Lâm quyết chiến với Vương Đình Huệ tới cùng. Giữa Vương Đình Huệ và Võ Văn Thưởng, Tô Lâm xem Vương Đình Huệ mới là đối thủ, còn Võ Văn Thưởng chỉ là lót đường. Ông Tô Lâm đánh Võ Văn Thưởng không phải vì tham cái ghế ông Thưởng, mà chỉ vì muốn giành cái ghế của ông Thưởng để mà ngồi tạm. Cản lực lớn nhất của ông Tô Lâm hiện nay là ông Vương Đình Huệ, đặc biệt khi ông Huệ đang có chuyến đi dài ngày đến Bắc Kinh và gặp trực tiếp Tập Cận Bình. Nếu Tô Lâm không ra đòn, thì rất có thể Vương Đình Huệ sẽ là người chiến thắng. Cũng từ hậu pháo và tập đoàn Phúc Sơn, ông Tô Lâm ép được ông Trọng phải loại ông Võ Văn Thưởng ra khỏi vũ đài chính trị. Giờ đây ông Tô Lâm lại lặp lại đòn đánh tương tự như ông đã ra tay với Võ Văn Thưởng chỉ cách đây thời gian ngắn. Chưa biết Vương Đình Huệ sẽ đối phó như thế nào, nhưng ông Huệ không thể coi thường Tô Lâm, cũng như Tô Lâm không dám coi thường ông Huệ. Tô Lâm đã từng ép ông Trọng thịt một đệ tử, thì giờ ép tiếp ông Trọng phải thịt tiếp một đệ tử nữa. Chưa rõ Tô Lâm có thành công hay không. Khi có thông tin nhóm Nghệ An đưa Phan Đình Trạc nhảy vào Bộ Công an tranh phần với nhóm Hưng Yên, thì lập tức mạng xã hội đã xuất hiện tin đồn một ca sĩ đi Mỹ xin cho ông Chủ tịch Quốc hội. Tuy nhiên, Vương Đình Huệ lại phớt lờ thông tin này, vẫn tiếp tục sang Bắc Kinh xin trợ giúp, thì Tô Lâm đã đẩy thêm một bước nữa là hốt sân sau của ông Vương Đình Huệ. Một đòn liên hoàn cước của Tô Lâm. Cả hai đang leo thang, muốn biết ai thắng thì phải chờ thời gian trả lời. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Mài cầu viện Bắc Triều, Tô Lâm cho đột nhập sân sau nhà Huệ Vương để mà đánh úp. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Tổng già nua và bệnh tật, ngồi không vững có thể bị lật khỏi ghế. Từ sau khi Lê Duẩn, Nguyễn Phú Trọng là người bám ghế dài nhất,
Hiện nay ông Trọng đã ngồi nhiệm kỳ thứ 3 nhưng chưa thấy có dấu hiệu ông muốn nhường ngôi. Ông Trọng ngồi ghế Tổng Bí thư vượt quá giới hạn nhiệm kỳ, vượt quá giới hạn tuổi và vượt cả rào cản với sức khỏe là bởi ông đã thâu tóm toàn bộ quyền lực về tay của mình. Người Cộng sản nào cũng tham quyền cố vị, họ tuân thủ luật đảng hai nhiệm kỳ, chẳng qua vì quyền lực của họ chưa đủ mạnh để phá vỡ rào cản. Còn một khi đã đủ sức để phá vỡ rào cản thì họ sẽ bất chấp. Ý chí của họ mới là luật chứ không phải là những điều luật đã quy định trước đó. Việc ông Trọng ngồi đến 3 nhiệm kỳ chủ yếu là bị xã hội lên án chứ trong đảng không ai dám hé răng lời nào. Bởi cái lò đang cháy ngùn ngụt, hễ hé răng đã bị quẳng vào lò ngay. Ở chế độ này quan chức nào cũng quá quan tham, chỉ khác nhau là có bị khui ra hay không. Cũng vì quan chức nào cũng nhúng chàm nên chẳng ai dám trái ý phe lò. Và lại ngay trong đảng các phe phái cũng đấu nhau theo kiểu mạnh thắng yếu thua chứ chẳng có đấu theo luật, nên việc chỉ trích Tổng Bí thư dù có đúng luật thì cũng chẳng thể yên thần. Tô Lâm đã không còn kiên nhẫn và tạo phản. Cuối nhiệm kỳ thứ 3 thuộc hạ nổi loạn khiến cho sức mạnh chính trị của ông Tổng Trọng suy yếu đi nhanh chóng. Việc Tô Lâm làm loạn cho thấy hai điều. Thứ nhất, tổ chức bộ máy tạo nên quyền lực của ông Tổng Bí thư đã đến hồi tan rã. Thứ hai, ngay trong hàng ngũ của phe lò của ông Tổng Bí thư cũng đã không còn kiên nhẫn với những việc ông làm. Ông chỉ củng cố quyền lực cho chính mình nhưng không có ai dám lên tiếng, báo chí thì lại càng không. Giờ đây, sức khỏe và thể chất lẫn sức khỏe chính trị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng hội tụ tại một điểm, tức là yếu tố cùng lúc. Đây được xem là thời điểm chiến mồi để các phe phái nổi lên tranh giành quyền lực, và thực tế đã diễn ra đúng như vậy. Tô Lâm đã trở thành một thế lực phản loạn vì ông không thể chờ, và có lẽ ông cũng thấy thời cơ đã chín muồi. Sự ổn định chính trị dưới chế độ này là giả tạo. Tất cả các phe phái đều luôn dè chừng nhau, chỉ chờ thời cơ thích hợp là ra tay. Toàn đảng đều chú tâm vào vấn đề đó và từng nhóm lợi ích cũng tương tự như vậy. Trong nội bộ phe lò của Tổng Trọng cũng có sự nhòm ngó lẫn nhau. Trước đây khi ông Trọng còn đủ sức khỏe, các bàn bệ hoạt động rất tốt, phối hợp nhịp nhàng, nhưng giờ đây đã có sự bất đồng. Thực chất sự bất đồng trước đó của phe lò cũng chỉ là giả tạo. Càng bám ghế, ông Trọng càng khiến cho chính trường sóng gió và nghi cơ hỗn loạn sẽ nổi lên. Ông Trọng đã quá già yếu và bệnh tật khiến quyền lực của ông cũng suy yếu theo. Điều đó cho thấy đã đến lúc ông cần phải rút lui khỏi ghế Tổng Bí thư. Tuy nhiên, với bản chất tham quyền cố vị thì có lẽ ông Trọng khó mà chịu rút lui. Lấy ví dụ sự kiện ông đã bị gục ngã ở Kiên Giang khiến cơ hội hồi phục sức khỏe của ông mong manh hơn bao giờ hết. Vậy mà ông vẫn cố bám ghế cho đến hôm nay. Giờ đây ông muốn rời ghế là điều vô cùng khó khăn. Tô Lâm nổi lên tạo phản cũng vì muốn sớm đẩy ông Trọng rời khỏi ghế để ông Tô có thể chám vào đây. Đó chính là mối đe dọa lớn với ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Từ nay cho đến hết nhiệm kỳ, không biết ông Tô Lâm sẽ còn ra đòn gì nữa đây. Liệu rằng việc cố bám ghế hết nhiệm kỳ này có an toàn cho ông nữa hay không? Bây giờ, nhóm Nghệ An của Vương Đình Huệ được cho là phe bảo hoàng, cố bảo vệ ông Trọng ngồi ghế Tổng Bí thư đến hết nhiệm kỳ, mà bảo vệ ông Trọng cũng vì bảo vệ quyền lợi của họ. Giả sử ông Trọng được bảo vệ ngồi đến hết nhiệm kỳ này mà vẫn không chịu nhường ghế, thì không loại trừ đến lượt nhóm Nghệ An cũng sẽ làm phản. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Tổng già nua và bệnh tật, ngồi không vững, có thể bị lật khỏi ghế. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de